Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là chấn động giúp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 đón Tết 2024 ấm no, hạnh phúc, giàu sang, tiền vàng nhất chật két, ăn Tết thật linh đình. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Canh Thân sinh năm 1980 được thần tài báo mộng, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, đón Tết 2024 âm lịch, an nhàn giàu sang sung sướng. Tứ phương lộc bát muôn nhà, tài phước đã định phương xa phước hồng, lộc tài phú quý ấm lòng, tâm tình hòa hợp cảm thông suốt đời, chẳng còn vất vả ai ơi, con cháu sung túc mọi đời nổi danh. Quý anh chị tuổi Canh Thân thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Canh Thân sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Canh Thân hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Canh Thân phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, anh chị tuổi Canh Thân đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Canh Thân không được dễ dàng làm mấy. Canh Thân thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Canh Thân hãy luôn cảm thấy biết ơn ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Canh Thân những điều bất như ý anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Canh Thân hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Canh Thân đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Canh Thân. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Canh Thân nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Canh Thân thay đổi thì thái độ của Canh Thân cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Canh Thân sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Canh Thân chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Canh Thân thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Canh Thân có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ, không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Có thể nói rằng, Kỷ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp, bởi vậy mà những người tuổi Thân không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Thân nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười, thú vị, độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Thân giỏi trong cách giao tiếp, ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán,
cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, Tuổi Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, Tuổi Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người Tuổi Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, Tuổi Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nam giới Tuổi Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, Tuổi Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng Tuổi Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy Tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến Tuổi Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy, nhiều người cho rằng Tuổi Thân mưu trí, nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Thân văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, Tuổi Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Bởi Tuổi Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ Tuổi Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ vào sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng Tuổi Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ Tuổi Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy Tuổi Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng Tuổi Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Những người này khéo léo trong việc thuyết phục người khác, vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị, chăm sóc khách hàng, MC dẫn chương trình. Cô nàng Tuổi Thân không chỉ thông minh nhanh nhẹn mà còn rất xinh đẹp. Họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và rất tự nhiên. Mọi người sẽ luôn phải trầm trồ ngước nhìn phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt của cô nàng Tuổi Thân. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng, giúp Tuổi Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, Tuổi Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Dường như ít có tuổi nào lại có được đầu óc linh hoạt như người Tuổi Thân.
Sự thông minh nhạy bén của những người tuổi Thân sẽ giúp họ nắm bắt thông tin nhanh chóng và khả năng học hỏi nhanh. Họ có thể thành công trong mọi lĩnh vực mà họ yêu thích và có hứng thú, trí tưởng tượng phong phú, óc tò mò, ham học hỏi. Họ là những người có thể giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng. Họ luôn luôn tích lũy thêm kinh nghiệm và thích đương đầu với những thách thức mới để luôn được vận động trí não và các giác quan. Người tuổi Thân đa tài, đa nghệ, họ có thể làm được bất cứ ngành nghề gì như diễn viên, nhà văn, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên. Họ là những nhà hoạt động xã hội xuất sắc. Họ rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp. Chính vì vậy, thương nhân, nhà báo là những nghề rất phù hợp để họ thể hiện được hết tài năng của mình. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng ăn nói hoạt bát, giao lưu kết nối mọi người là sở trường của họ. Nếu hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, chắc chắn họ sẽ thu được những thành công lớn. Ngoài ra, những người này có sức vóc dẻo dai và phản xạ nhanh, khéo léo trong các công việc có liên quan đến hoạt động hình thể. Vì vậy, diễn viên múa, xiếc, vũ công cũng đều rất phù hợp để họ lựa chọn. Một ưu điểm dễ nhận thấy ở người tuổi Thân nữa là sự nhạy cảm, tinh tế và có óc tưởng tượng quan sát tốt. Bất kỳ sự việc nào trong cuộc sống cũng đều gợi sự tò mò đối với họ. Nếu trở thành nhà văn, họ sẽ có nhiều cơ hội trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, nhược điểm của họ là luôn thích dẫn đầu và thích người khác phải phục tùng mình. Nếu không sửa được tính xấu này thì họ dễ bị người khác ghét bỏ, xa lánh và khó có được những cộng sự tốt. Do bản tính thông minh tài giỏi, người Thân cũng có lúc chủ quan nên cuộc đời cũng phải gặp thất bại lớn. Có thuyết cho rằng người Thân cá tính có khinh suất nhưng có tài, tiền của từ bốn phía quy tụ lại, thường dễ xuất ngoại, làm việc liên miên. Nếu là nữ thì cả đời sung túc giúp chồng, nam giới suốt đời lao lực, quá 50 tuổi mới giàu có. Người cầm tinh con khỉ biết cách nắm bắt cơ hội làm giàu nhưng cũng rất mạnh tay trong chi tiêu. Với tính cách này, họ nên tìm cho mình một trợ lý giỏi về quản lý tài chính. Hạn chế của không ít người tuổi Thân là tính cách thiếu kiên định. Trong công việc, họ dễ bị dao động khi lựa chọn giữa việc đi tiếp con đường cũ hay bước sang lĩnh vực mới mà họ cho là có tiềm năng. Điều này có thể tạo cho họ nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng kéo theo vô vàn bất trắc. Những người tuổi Thân có tính thích nghi rất cao và khi bắt tay vào việc thì họ không nề hà bất kỳ việc gì. Điều mà người tuổi Thân làm tốt là vào việc thật mau lẹ, nhưng cần cẩn thận vì họ tính phí gấp đôi cho dịch vụ của mình. Bản chất tự nhiên của họ là tò mò, thích ghi điểm và thông minh. Điều này giúp đưa họ đến thành công lớn. Người sinh năm Thân có thời niên thiếu rất vui vẻ, hạnh phúc. Trước tiên, bạn có một gia đình rất hạnh phúc. Sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ dành cho bạn là bất tận. Đối với bạn thời niên thiếu tuyệt vời, tất cả đều không có gì buồn phiền, lo lắng. Nhưng bước vào tuổi thanh niên sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Nó bắt nguồn từ tính cách chính bản thân bạn. Bạn coi mình là số một, hoạt bát nghịch ngợm, thích sinh sự và sinh tính đa nghi hay suy nghĩ đến khi về già. Nói chung cuộc sống của bạn rất thanh bình, bạn thường cảm thấy cô đơn, luôn chìm trong hoài niệm như tìm về năm tháng tuổi đã qua, vì thế bạn không vui vẻ được. Đường tài vận của bạn nói tóm lại không thấp, bạn rất tích cực và là người hướng ngoại, thuộc tiếp người lạc quan thiên bẩm. Về tổng thể, bạn không có những phiền não về tiền. Ngoài ra, bạn giỏi xã giao, phạm vi giao tiếp rộng, vì thế bạn có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, đồng thời được nhận sự giúp đỡ của người khác. Nhưng vì tính cách nóng vội bẩm sinh và thiếu suy nghĩ, có lúc bạn sẽ làm việc qua loa, đại khái, vì suy nghĩ không kỹ mà bạn sẽ khó tránh khỏi những sai lầm. Nếu như bạn hành động mà có cơ hội được lựa chọn một trong hai là tốt nhất, nhưng do bạn quá nóng vội nên đã thỏa mãn chỉ với một thành công nho nhỏ. Bạn còn một khuyết điểm nữa là khi đang chuyên tâm làm một việc mà nhìn thấy việc khác thì sẽ bị chi phối. Bạn phải đợi cho việc đó hoàn thành và đem lại kết quả thì mới làm việc khác, như vậy mới thu hoạch được nhiều. Thêm nữa, bạn có lúc quá coi trọng quan hệ với mọi người, thường đứng bên ngoài nói có tình có lý mà từ chối lập trường của người khác. Vì thế mà làm mất đi con đường tài vận, sự mưu trí, thông minh giúp cho họ dễ dàng nắm bắt được mấu chốt của những vấn đề cần giải quyết. Dù là trong tình huống khó khăn nào, tuổi Thân cũng dễ dàng thích nghi và làm việc rất hiệu quả. Họ phù hợp với những công việc có tính độc lập cao. Tuy nhiên, nhược điểm rất lớn của những người tuổi này là tự cao, tự đại, dễ đắc chí với những gì mình làm được. Họ đề cao bản thân mình và ít khi chấp nhận thua kém người khác. Đôi khi họ thích phán xét, chê trách người khác, nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Những nhược điểm ấy luôn khiến tuổi Thân tụt lùi, gặp phải nhiều rắc rối trong cuộc sống. Tuổi Thân dễ bị cuốn hút bởi những thứ mới mẻ, hấp dẫn bởi bản năng tò mò, ham hiểu biết của mình. Điều đó giúp họ học hỏi được thêm kiến thức, nhưng trong một số trường hợp điều đó lại gây cản trở cho tuổi Thân trong công việc. Khi đang tập trung vào một lĩnh vực yêu thích, nhưng họ lại dễ thay đổi con đường đi của mình khi nơi đó có nhiều điều mới mẻ thu hút. Nếu bạn là người tuổi Thân,
Bạn muốn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống thì nên nhớ rằng không nên quá đắc chí, tự cao, tự đại về tài năng của mình. Hãy học cách chia sẻ, lắng nghe người khác và làm việc tuân theo những nguyên tắc của cộng đồng. Điều đó sẽ giúp cho bạn được mọi người xung quanh yêu quý và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch, tuổi Canh Thân 1980. Những người có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 năm 1980 đến ngày 4 tháng 2 năm 1981 dương lịch thuộc tuổi Canh Thân, cầm tinh con khỉ. Thiên can Canh đi cùng với địa chi Thân, mang ý nghĩa thực quả chi hầu, khỉ ăn hoa quả. Người tuổi Canh Thân 1980 mệnh mộc thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Năm 2024 tương ứng với năm Giáp Thìn, thuộc hành hỏa, ngũ hành của năm có mối quan hệ với tương sinh với mệnh mộc của tuổi Canh Thân. Như vậy là cát lợi, can canh tương xung với giáp, địa chi thân tam hợp với thìn. Năm 2024, tử vi của nam nữ mạng Canh Thân có hợp, có xung, nhiều cơ hội nhưng cũng có thử thách. Điều quan trọng nhất là mệnh chủ phải giữ vững tâm thế bình thản. Thắng không kiêu, bại không nản thì mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt nhất trong mọi tình huống. Những gian truân trong cuộc sống là thử thách đối với bản lĩnh và lòng quyết tâm của anh chị tuổi Canh Thân. Một khi vượt qua được giai đoạn khó khăn, mệnh chủ sẽ gặt hái được thành quả ngọt ngào, sự nghiệp càng thêm vững vàng. 1. Sao chiếu mệnh. Vận mệnh của nam mạng tuổi Canh Thân năm 2024 được sao Mộc Đức phù trợ. Trong hệ thống cửu diệu, Mộc Đức là phúc lộc tinh, chủ về sự nghiệp viên mãn, tài lộc sung túc. Nhìn chung người được sao Mộc Đức chiếu mệnh có vận khí may mắn, vạn sự như ý, mệnh chủ có thể tranh thủ thời vận thuận lợi để triển khai những dự định đã nung nấu bấy lâu. Tuy nhận được phúc khí của sao Mộc Đức, nhưng mệnh chủ vẫn phải thật thận trọng, không chủ quan, chăm chỉ làm việc thì mới tạo ra kết quả. Đối với nữ mạng, năm 2024 nữ mạng Canh Thân 1980 được sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Thủy Diệu còn có tên gọi là Phúc Lộc Tinh, thuộc hành thủy, hợp với mệnh mộc của tuổi Canh Thân. Người gặp được sao Thủy Diệu che chở nên tranh thủ thời vận, chăm chỉ làm việc để nắm bắt được những cơ hội thăng tiến công danh, ký kết được mối làm ăn tốt. Những người đi làm ăn xa cũng có thể tích lũy được nhiều tiền bạc, gặt hái thành công rực rỡ. Nữ mệnh gặp sao Thủy Diệu thì nên cẩn thận lời ăn, tiếng nói để tránh thị phi. Nếu gặp chuyện mâu thuẫn với người khác thì nên thể hiện thái độ dĩ hòa vi quý để gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp, giữ năng lượng tích cực của bản thân. 2. Vận hạn. Vận hạn của nam mạng tuổi Canh Thân năm 2024 là hạn huỳnh tuyền. Khi gặp phải vận hạn này, mệnh chủ nên đặc biệt lưu tâm đến vấn đề sức khỏe và tinh thần. Để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần luôn minh mẫn, mệnh chủ nên nghỉ ngơi điều độ, tránh thức khuya làm việc. Việc hạn chế các chất gây hại như rượu, bia, thuốc lá rất có lợi cho sức khỏe của nam Canh Thân. Vận động rèn luyện thể thao, tham gia những bộ môn tập luyện phù hợp thì không chỉ tốt cho cơ thể mà đời sống tinh thần cũng được cải thiện. Với nữ mạng, vận hạn của nữ mạng tuổi Canh Thân trong năm 2024 là hạn toán tận. Tuổi nào chịu ảnh hưởng của vận hạn này thì nên đề phòng hao tài tốn của. Nếu mệnh chủ đưa ra những quyết định tài chính thông minh, thận trọng thì sẽ tránh được những rắc rối do hạn toán tận gây ra. Trong công việc nên lựa chọn đối tác làm ăn đáng tin cậy, không nên vội vã đầu tư khi chưa tìm hiểu thị trường. Trong cuộc sống hàng ngày nên hạn chế việc tùy tiện cho người khác vay tiền. 3. Vận niên. Vận niên của nam nữ mạng tuổi Canh Thân năm 2024 là xà hãm tỉnh, tức là rắn bị rơi xuống giếng. Vận niên này nhắc nhở mệnh chủ không nên hành động khinh suất thì mới tránh được thất bại. Làm gì mà có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì công việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi. Trong gia đạo, mệnh chủ nên dĩ hòa vi quý, lắng nghe, chia sẻ với người thân nhiều hơn. Có khúc mắc thì không giữ trong lòng mà nên tâm sự giải bày để thấu hiểu mọi người trong nhà. Gia đạo hòa hợp thì mới có thể đón nhiều phúc khí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Thân 1980, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp nhận định, Tết 2024 âm lịch không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp tuổi Canh Thân. Nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến bạn buộc phải vất vả đối đầu. Song như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung, bản mệnh sẽ phải bôn ba, bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi, hưởng thụ. Thời điểm này, bạn nên nhắc nhở bản thân cố gắng dựa trên sức của chính mình, chứ không nên trông cậy vào người khác, bởi bạn bè người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể. Bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh, vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh,
May mắn là vận trình của bạn cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh như Trường Sinh, Nguyệt Mã, Giải Thần. Những cát tinh này giúp bạn có đầu óc nhanh nhạy, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình. Chuyện tình cảm thì lại là một nốt trầm buồn, bởi do chịu tác động xấu của tương xung, dù là đầu năm nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu đồng sàng dị mộng. Bạn cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn đến nửa kia, dù cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, cũng chớ nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Người độc thân quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm, lúc này bạn lấy sự nghiệp làm trọng. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Canh Thân 1980, Tết 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Thân nên tự nhắc nhở bản thân mình cố gắng vượt lên khỏi những khó khăn, khúc mắc có thể xảy đến bất cứ lúc nào trong thời điểm năm mới 2024 này. Cục diện tương xung đem tới nhiều tác hại xấu mà bạn không thể lường trước được. Thời điểm này mọi người xung quanh dường như đều quá bận rộn với công việc của riêng mình, nên không thể phân tâm giúp đỡ bạn. Vì thế bạn chỉ còn cách tự lực cánh sinh, hoàn thành cho tốt nhiệm vụ, đừng nghĩ đến việc than vãn hoặc dựa dẫm vào người khác, bởi như vậy thì công việc khó có thể tiến triển được, mà bạn sẽ chỉ càng dễ cảm thấy chán nản, muốn bỏ cuộc mà thôi. Cũng may là khó khăn xuất hiện ở thời điểm này chủ yếu là do tác động khách quan của thời cuộc, chứ không có sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại. Dù có phải vất vả, đầu tắt mặt tối làm việc, nhưng bạn không lo người khác gây rối, vì thế cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được kết quả tương ứng với công sức đã bỏ ra. Lại thêm sự giúp đỡ của Nguyệt Lệnh Trường Sinh, bạn vốn là một người thông minh và tài hoa. Hãy phát huy khả năng của mình đúng lúc, bạn hoàn toàn có khả năng gây ấn tượng với cấp trên và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Nguyệt Mã và Giải Thần Cát Tinh cùng khuyên bạn nên chủ động và xông xáo hơn trong công việc. Hãy coi mỗi khó khăn mình gặp phải chính là cơ hội để mình khẳng định bản thân, tìm chỗ đứng vững chắc cho tương lai. Đồng thời, tử vi Tết 2024 tuổi Canh Thân âm lịch khuyên bạn hãy chú ý xây dựng các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo hòa hợp để tránh khỏi những mâu thuẫn không nên có. Xét phương diện tài lộc tuổi Canh Thân 1980, Tết 2024 âm lịch. Con đường tài lộc của người tuổi Canh Thân không thực sự sáng sủa trong thời điểm này do phải chịu ảnh hưởng xấu của tương xung và đại hao. Bên cạnh việc cẩn trọng đầu tư, bạn còn cần phải chú ý hơn đến việc chi tiêu để không rơi vào cảnh cháy túi. Người làm công ăn lương khó có thể nhận được các khoản thưởng nóng hoặc chạm tay vào cơ hội tăng lương vì công việc chưa có những tiến triển đáng kể. Bạn tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết các rắc rối cứ liên tục xuất hiện. Hãy tiếp tục trong khoảng thời sau đó, bạn sẽ dần dần đạt được những gì xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh trước khi quyết tâm làm việc gì. Bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Thời điểm này, bạn không nên chạy theo người này, người khác mà cần làm những việc phù hợp với sức của mình để tránh thua lỗ. Đại hao cho thấy bạn còn dễ tốn tiền vì nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến túi tiền đã không rủng rỉnh lại càng trở nên eo hẹp. Con giáp này cần chi tiêu những món đồ vừa với túi tiền của mình, tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân. Trong công việc cũng như trong đầu tư, bạn cần nhắc nhở mình làm việc thật cẩn thận để tránh để xảy ra lỗi sai, phải dùng tiền của bản thân để sửa chữa và bù lỗ. May mắn mà Trường Sinh, Nguyệt Mã và Giải Thần là các cát tinh vẫn sẽ xuất hiện để giúp đỡ cho bản mệnh, khiến vận trình của bạn tươi sáng hơn. Con giáp này hãy chăm chỉ làm việc, đừng ngại di chuyển hoặc nhận những nhiệm vụ khó, bởi bạn càng tháo vát, nhạy bén, nhiệt tình bao nhiêu thì càng tạo được thêm những ấn tượng tốt với người khác, khiến lãnh đạo đánh giá cao. Có thể cố gắng của bạn vào thời điểm này chưa đem lại nguồn tiền đáng kể, nhưng góp phần tạo vị thế cho bạn trong tương lai. Xét phương diện tình duyên tuổi Canh Thân 1980, Tết 2024 âm lịch. Năm 2024, mệnh chủ nên cân bằng giữa công việc và gia đình, dù có bận rộn đến mấy, cũng nên dành thời gian chăm sóc những người thân yêu. Chuyến du lịch ngắn ngày sẽ là dịp hoàn hảo để các thành viên trong gia đình cùng nhau tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Những điều giản dị, ấm áp như bữa cơm thịnh soạn ngày cuối tuần sẽ giúp tình thân càng thêm gắn bó. Để giữ gìn hòa khí trong nhà, nam Canh Thân nên có thái độ nhường nhịn, ôn nhu với vợ con. Khi xảy ra mâu thuẫn thì không nên to tiếng cãi vã, hãy bình tĩnh giải bày tâm sự để hóa giải khúc mắc. Còn với nữ mạng, thay vì quá mức tập trung vào công việc, hãy đặt gia đình lên vị trí ưu tiên để giữ lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Những chuyến đi du lịch hoặc đơn giản là bữa cơm ấm áp vào ngày cuối tuần
sẽ giúp tình cảm của các thành viên trong nhà thêm gắn kết, hòa hợp. Khi có chuyện mâu thuẫn, nữ canh thân chỉ cần bình tĩnh nói chuyện để thêm thấu hiểu, yêu thương nhau hơn. Xét phương diện sức khỏe tuổi Canh Thân 1980 Tết 2024 âm lịch. Năm 2024, mệnh chủ nên chú trọng chăm sóc sức khỏe của bản thân để phòng ngừa bệnh tật. Việc khám sức khỏe định kỳ sẽ giúp theo dõi tình hình sức khỏe, phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời, duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh và tập luyện thể thao hàng ngày là cực kỳ cần thiết đối với đàn ông tuổi trung niên như nam canh thân. Ngoài ra, mệnh chủ không nên làm việc quá sức để tránh bị suy nhược cơ thể, tinh thần trì trệ. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để anh chị có một năm mới bình an may mắn. 1. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. 2. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Phòng tai bay vạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Theo quan niệm của người xưa, sông đất đầu năm là tục lệ có ảnh hưởng tới vận khí và cuộc sống của gia chủ trong suốt cả năm. Sau khoảnh khắc giao thừa, người đầu tiên đến chúc Tết gia đình chính là đại diện cho khởi đầu tốt đẹp của năm mới sắp tới. Ông cha ta thường chọn người hợp tuổi, sống thiện lương tới sông nhà đầu năm cũng là vì thế. Nam tuổi canh thân 1980 nên chọn các con giáp Tý, Thìn trong tam hợp thân, Tý, Thìn hoặc Tỵ, theo nhị hợp, thân, Tỵ, những người mang mệnh thủy cũng hợp với mệnh mộc của gia chủ tuổi này. Cụ thể, những tuổi sau đây sẽ hợp sông nhà cho gia chủ canh thân 1980 trong năm Giáp Thìn 2024, Bính Tý 1996, Kỷ Tỵ 1989, Nhâm Tý 1972, Ất Tỵ 1965, Canh Tý 1960. Không nên phân biệt nam hay nữ khi chọn người sông đất, chỉ cần là người tươi vui, khỏe mạnh, sống thật thà tử tế thì sẽ mang đến phúc khí cho cả gia đình. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, theo lịch năm 2024, chọn hướng Đông Nam để đón tài thần, đi về hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Khi khởi hành nên chọn các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Vâng, thưa quý vị, con người sống trên đời có thể dùng câu ngọc đẹp còn có vết, con đường tới hạnh phúc phải đi qua nhiều chông gai để hình dung, điều đó có nghĩa trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp được nhiều chuyện tốt, nhưng cũng phải trải qua không ít phen long đong lận đận. Một cuộc sống luôn thuận buồm xuôi gió có lẽ chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Khi còn trẻ có lẽ chúng ta luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, gặp chuyện khó quyết không lùi bước. Thế nhưng khi đã qua tuổi trung niên, mỗi chúng ta nên học cách đối xử tốt với chính mình, cho bản thân cơ hội hạnh phúc, không cần vì những người hoặc chuyện không đáng mà đau lòng nữa, bởi lẽ chuyện đó chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Bên cạnh đó, người đến tuổi trung niên cũng cần dứt khoát vứt bỏ 4 điều để những năm tháng về sau sẽ luôn ngập tràn niềm hạnh phúc. 1. Sự phàn nàn oán trách. Rất nhiều lúc chúng ta ngồi tự ngẫm xem nên oán trách điều gì, oán trách công việc không thuận lợi, vợ không đủ tốt hay cuộc sống quá khắc nghiệt. Thế nhưng từ trước tới nay, chẳng có mấy ai đi tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, xem mình đã đủ tốt hay chưa, làm việc đã nỗ lực hết sức hay chưa. Phàn nàn oán trách thực sự không phải là cách để bạn giải quyết mọi việc, trái lại nó chỉ cho thấy rằng bạn đang tràn đầy thất vọng với cuộc sống và với cả chính bản thân mình mà thôi. Đã qua 40 tuổi, bạn nên tự hỏi lại chính mình xem những lời than vãn ấy liệu có ý nghĩa gì hay không,
thế giới này rất khách quan đối với mỗi người cũng rất công bằng. Khi bạn ngồi phàn nàn về mọi thứ, cũng là lúc bạn chống đối với cả thế giới, không chỉ không giải quyết được vấn đề gì mà còn khiến bản thân chịu thêm sự dày vò và mệt mỏi. Bởi vậy khi đã qua tuổi trung niên, buông xuống sự phàn nàn, oán trách là con đường duy nhất để thoát khỏi phiền não. 2. Sự bi quan. Con người sống trên đời không thể tránh được những lần rơi vào khốn cảnh, gặp chuyện không vừa ý, nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Vậy nhưng, tại sao không ít người trong chúng ta lại chọn cách từ bỏ giữa chừng, hoặc cuối cùng lại bị thất bại, chung quy cũng là bởi hai chữ bi quan. Tuy nhiên, một khi đã bước qua tuổi trung niên, bạn cần hiểu rõ, bi quan chỉ khiến cuộc đời bạn trở nên ảm đạm và sầu khổ. Vì thế, thay vì nhìn đời với con mắt bi thảm, hãy học cách mỉm cười đối diện với cuộc sống, dù có phải đối mặt với phong ba bão táp, bởi đó chính là quy luật sống còn của đời người. 3. Sự mềm lòng. Thiếu sót lớn nhất của một người chính là tâm quá mềm yếu. Nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của một tấm lòng lương thiện, nhưng khi đã gần qua nửa đời người rồi, thì bạn cần phải hiểu được rằng, sự lương thiện ấy có khả năng sẽ phá hỏng nửa đời sau của bạn, bởi lẽ, người tốt thì sẽ dễ bị người khác lừa gạt và lợi dụng. Do đó, con người sống trên đời phải mạnh mẽ lên, đừng để sự yếu đuối kiểm soát bản thân, buộc mình làm những điều không mong muốn. Nếu phải đối mặt với yêu cầu vô lý từ người khác, thì đừng do dự để rồi đưa ra những quyết định sai lầm, mà hãy dứt khoát từ chối, vì đôi khi một câu đáp ứng chấp nhận yêu cầu cũng có thể đem đến cho bản thân bạn nhiều phiền toái, đến lúc bạn chợt nhận ra mình làm không nổi, muốn từ chối hay chạy trốn thì đã quá muộn rồi. 4. Người và việc không có giá trị. Con người khi đến một độ tuổi nhất định thì nên cẩn thận ngẫm lại một chút, cuộc đời này rốt cục có được bao nhiêu người bạn thực sự đáng để mình tin tưởng, phó thác, và có được bao nhiêu đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, bởi đây chính là những của cải quý báu nhất của cả một đời người. Đã qua 40 tuổi, mỗi chúng ta nên học cách bỏ đi một số việc và người không quan trọng, vì những người, những việc ấy đối với bạn đã không còn có ý nghĩa gì nữa rồi, cứ thử ngẫm mà xem, điều gì khiến tâm bạn đầy phiền muộn, sầu lo, chẳng phải những việc và người không có giá trị đó hay sao? Bạn không chịu buông bỏ thì chỉ tự thêm gánh nặng vào mình, nhưng nếu buông xuống được thì cuộc đời sẽ hạnh phúc mỹ mãn, cuộc sống có được thì cũng có mất, muốn có được những thứ tốt đẹp hơn thì phải biết buông bỏ những gì không đáng, muốn sống một đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống những người và việc không cần thiết. Con người đã tới tuổi 40 rồi thì nên đem những trở ngại và gánh nặng toàn bộ đều vứt bỏ để có thể nhẹ nhàng sống và tận hưởng một tuổi già bình yên. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.